Một lượng một trang. Chuyện này có gì mà mất mặt chứ? Có bán không? Không bán. Một lượng cũng là tiền. Đây là ngân lượng. Bán. Được, được. Quyết định rồi. Một lượng, một lượng. Bây giờ bắt đầu đặt mua. Nào, nào. Ta nữa, ta nữa. Còn ta nữa. Đây là của ta nữa. Dân huynh bán tranh ở đây. Đây rõ ràng là trong tranh có tiền, kiếm được ngân lượng là được rồi. Quản huynh ấy dễ gì làm gì. Dân mẫu, đa tạ các vị. Lần đặt mua hôm nay đến đây kết thúc. Hay, hay lắm. Đi thôi, đi thôi. Không phải chứ, đừng đi. Này, chú Quỳnh, Quỳnh đúng thật là không công bằng. Phu nhân, đây là số ngân phiếu hôm nay bán tranh được. Phu nhân xem. Tất cả ở đây sao? Không có bạc dụng nào sao? Không có bạc dụng. Một lượng cũng không có sao? Chàng có dám đứng thẳng nói lại không? Nàng đều biết cả rồi. Chàng được lắm. Cái gì mà ngô môn tam gia, đúng là hai tên lừa đảo với một thằng ngốc. Chàng có biết hay không, người ta đang mượn thanh danh của huynh để kiếm tiền. Chàng bán cho người ta 500 lượng một trang, người ta lại bán cho người khác là 3-5 nghìn trang. Chàng bị người ta bán rồi, còn giúp người ta đếm tiền nữa. Phu nhân à, có chuyện nàng không biết. Ta đồng ý với bọn họ, chuyện này là có nguyên nhân. Lúc trước chúc huynh bọn họ hao phí rất nhiều tâm sức giúp ta, giờ ta phát tài rồi, ta cũng nên giúp bọn họ lại chứ. Huynh đệ mà nên giúp đỡ lẫn nhau. Được lắm, huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau có phải không? Vậy tình cảm phu thê thì lại giết xuống sông à? Phu nhân bớt giận đi. Chuyện này không có gì là to tát cả. Không phải chỉ là chuyện ngân lượng thôi sao? Giờ chúng ta đi kiếm lại là được mà. Đây không phải là vấn đề ngân lượng, mà là chàng có vấn đề. Chả trách là người ta nói đàn ông có ngân lượng rồi gan cũng lớn hơn, có phải không? Có tiền rồi, có gan rồi, mọi việc đều không cần thương lượng với thiếp nữa, có đúng không? Được rồi, ngày mai muội cũng đã nghĩ đến rồi. Lão nương không đùa với chàng nữa. Phu nhân, chàng, phu nhân, chàng tránh ra đi. Chàng không được cử động. Văn Chinh Minh, chàng không thử nghĩ xem năm xưa vì sao thiếp lại lấy chàng sao? Vốn dĩ thiếp nghĩ rằng 12 năm là chàng có thể đổ làm quan, thăng quan tiến chức. Đã bao nhiêu năm nay rồi chàng vẫn vô dụng như vậy, sống những ngày không biết bao giờ mới ngẩng đầu lên được. Giờ chàng có tiền rồi có đúng không? Chàng đã thay đổi rồi. Đứng im đi, giờ thiếp sẽ chết cho chàng xem. Cái nhà này hôm nay sẽ giải tán. Chàng làm gì vậy? Phu nhân, ta vẫn nghĩ rằng kiếm nhiều tiền chút để nàng có thể sống vui vẻ. Nhưng hiện giờ chi bằng chúng ta không có tiền. Lúc nghèo khổ thoải mái biết bao là lỗi của ta. Ta đã quyết định rồi. Nàng không cần chết, ta chết. Không được, thiếp chết trước. Ta chết trước, thiếp trước. Ta chết. Ta trước. Ta chết. Mùi chết trước. Giờ mùi chết đi. Chàng sớm đã muốn thiếp chết có đúng không? Được rồi, xuống đây. Phu nhân đừng làm loạn nữa có được không? Xuống đi mà. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Tướng công, tướng công, chàng tỉnh lại đi, chàng tỉnh lại đi. Tướng công, tỉnh lại đi. Tướng công, chàng làm sao rồi? Phu nhân, nàng không sao chứ? Nàng có đau không? Không đau. Tướng công, chàng có đau không? Ta không đau, ta xin lỗi. Là lỗi của ta. Sao nàng lại chảy máu vậy? Xin lỗi chàng, là lỗi của thiếp. Điều là thiếp ra tay quá nặng. Đừng khóc nữa, ta xin lỗi, là lỗi của ta. Thiếp sai rồi, thiếp xin lỗi. Chàng không sao chứ? Ta không sao. Sau này chúng ta sẽ sống thật tốt nhé. Nhưng phu nhân, tướng công, không khóc nữa, không khóc nữa.
có quặng đồng chế luyện, đúc thành một tượng đồng, dùng 3 vạn ngân lượng, nấu đồng cần dùng nước, đúc thành một chiếc tàu, tàu đi 1000 dặm, cần dùng 5 vạn ngân lượng, làm tàu thủy cần dùng gỗ quý, xây dựng thân tàu vững chắc từng cái, dùng 3 vạn ngân lượng phát mộc vận chuyển, mua hết 30 cỗ xe lớn, ngựa tốt 60 con, nông phu 30 người, hết 6 vạn lượng. Ngoài ra, đủ rồi. Dương gia, sư gia vẫn chưa đọc xong. Đi. Để hắn ta đọc xong. Minh Dương phủ này của ta cũng không còn rồi. Chỉ là làm một chiếc hồng y đại pháo. Bao nhiêu tiền như vậy? Bao nhiêu tiền như vậy ngươi có biết không? Có thể là một chiếc vàng. Vương gia, lần trước thần nhận ủy thác của người mang quả tiễn lên trời, diện kiến thiên đế, mang thiên tướng trở về là ân đức chí cao vô thượng của thần. Thần không dám quên ơn, cho nên thần nhất định phải theo ý của thiên đế và thiên tướng, tận tâm tận lực làm hồng y đại pháo cho vương gia, vì đại nghĩa của vương gia, gan gốc đầy đất, quyết không dám từ. Đúng, gan ốc đầy đất, quyết không dám từ. Đúng. Sư gia, ta không quan tâm ông có lên trời hay không, cũng không cần biết là thiên tướng xuống đây như thế nào, chỉ cần ông dùng tất cả số tiền lần này đúc cho ta đại pháo thì coi như là ông đã lập được công. Nếu không thì ta sẽ đưa lên trời, không cần phải quay lại nữa. Đi. Xin vương gia yên tâm. Tiểu nhân cáo từ. Mua rồi, bỏ tay ra. Đại đại tiểu tiểu, đại tiểu mở. Đưa tiền. Nào tiếp nào, tiếp. Đừng bá hổ, huynh đúng là đại ân nhân của ta, ta nhất định sẽ báo đáp huynh. Tránh ra, mau tránh ra cho ta. Chúng ta đi uống trà. Đi. Để ta làm gì chứ? Không nhìn thấy lão đại của ta sao? Tỷ, ngươi muốn chết à? Mau tránh ra. Tỷ thất, mau xin lỗi tỷ của ta nhanh đi. Chào tỷ tỷ. Tỷ tỷ là để cho các người gọi hay sao? Tỷ tỷ, tỷ xem đệ giờ như thế nào? Sao lại thay đổi như vậy? Để phát tài à? Đúng vậy. Đệ giờ không còn là tên nghèo kiết xác nữa rồi. Đệ có tiền rồi tỷ à? Tỷ nhìn xem. Tỷ muốn mua cái gì? Đệ mua cho tỷ. Rất nhiều tiền. Đệ lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Nhờ tay nghề của đệ. Nhờ tay nghề, ai dạy cho đệ nghề đấy chứ? Chính là cái tên Đường Bá Hổ mà tỷ tìm về đó. Đường Bá Hổ. Thu Hương, tỷ thật có tiền. Một lúc mà mua bao nhiêu là đồ như vậy? Tiền lương một tháng đã tiêu sạch cả rồi. Như thế này thì có là gì đâu chứ? Đừng bá hổ, vậy để ta tay nghề kiếm được bao nhiêu tiền. Đại ân đại đức này ta phải báo đáp huynh ấy. Vậy người sẽ bảo mười mấy bữa để ở dưới quê lên cả đây, để Đường công tử dạy bọn chúng tay nghề. Nếu không thì mùi không còn tiêu nữa, sẽ mang bản thân của mình tặng cho huynh ấy. Cũng được, mùi hầu hạ huynh ấy. Ta hầu hạ hoàng thượng, chúng ta là những người thắng lợi nhất. Chúng ta là người thắng lợi, đi nào. Tiểu ca xin chào, xin hỏi Đường Bá Hổ, Đường công tử đang vẽ tranh ở đây có phải không ạ? Hắn ta chỉ là tùy tiện theo ngoảy cái bút, vốn dĩ không có gì là vẽ tranh. Không phải là hắn ở bên kia sao? Hai người gặp hắn rồi, hãy mau chóng ra ngoài, không được tự ý đi linh tinh nhé. Cảm ơn tiểu ca. Thật là hắn ta nhất định là đang chơi cờ tài qua của Đường công tử. Vì sao cô ấy lại vẽ tranh ở nơi bình thường như vậy? Thạch Lương à, chuyện này thì mũi không hiểu nổi. Những người giàu có đều tìm những nơi bình thường nhất để yên tĩnh vẽ tranh, đây gọi là tu thân dưỡng tánh. Nói không chừng Đường công tử đang ở trong đó chuyên tâm vẽ tranh. Đi thôi, đi nào. Thật không ngờ đến lúc này rồi, tay nghề của ta còn có thể dùng vào việc này. Phim được thuyết minh bởi HD Việt. Thu Hương, nơi này thật là rộng. Rốt cuộc Đường công tử đang vẽ tranh ở đâu? Ta cũng không biết, chúng ta đi tìm xem. Rốt cuộc Đường công tử ở đâu chứ?
Thu Hương tỷ, chúng ta qua bên kia xem liệu có phải là vì chuyện của Phùng tiểu thất mới đến đây để tìm ta chứ? Trốn trước rồi đã tính. Liệu có phải là ở trong đó không? Đường công tử, đi đi, đi xem đi. Đường công tử, quan tài, đáng sợ quá. Đừng sợ, người giàu có thường chuẩn bị quan tài trước cũng là lẽ tự nhiên. Hai năm nữa lão gia nhà của chúng ta cũng phải chuẩn bị. Hãy tìm đường công tử trước đã. Đường công tử, đường công tử, đường công tử đang vẽ tranh. Đây lại có cái bút lông. Trừ phi, không phải chứ. Thu Hương, đường công tử, đường công tử chết rồi. Đường công tử, đường công tử, đường công tử chết rồi. Đường công tử, công tử chăm sóc cho tiểu thất như vậy, tôi vẫn còn chưa kịp cảm ơn công tử mà công tử đã đi rồi. Đường công tử, tôi đã quyết định cả đời này sẽ ở bên cạnh của công tử. Sống là người của đường công tử, chết cũng là quỷ của đường công tử. Thu Hương, lúc an táng cho chúng tôi hãy thêm một dải khăn hồng, đến lúc đó chúng tôi sẽ có danh phận. Đường công tử, Thạch Lưu, mùi không nên đau buồn như vậy. Giữa thanh thiên bạch nhật ai lại kêu gào khóc quỷ ở đây vậy? Đúng là không ra gì. Đường báo hổ, quỷ, người phá hỏng quan tài của ta rồi. Đường bá hổ, mau đến đền quan tài lại cho ta, mau bắt lấy hắn. Làm thế nào đây? Thu Hương tỷ, đi thôi, đi thôi. Không được chạy, không được, không để cho hắn chạy. Bắt lấy hắn, mau đuổi theo. Đứng lại, chạy thôi. Cuối cùng đường công tử cũng nắm tay ta rồi. Các ngươi làm gì vậy? Đứng lại, đứng lại, mau mau lên, đứng lại, không được chạy. Đi đâu mất rồi? Sang bên kia đi, để đi xem. Không sao rồi, bọn chúng đi rồi. Thu Hương à, chúng ta đi đường công tử đến phủ của chúng ta đi. Thạch Lụ, thật sự làm khó cho muội rồi. Đường công tử đã như vậy rồi mà muội đối với đường công tử vẫn không thay đổi. Nhưng chúng ta không thể đưa cô ấy về phủ. Muội nghĩ xem, hai hoàng qua đại khuê nữ chúng ta, hơn nữa đường công tử lại là người ngoài, đưa cô ấy về phủ chúng ta có nói cũng không rõ ràng được. Thu Hương tỷ không biết sao? Sao? Ở kinh thành đường công tử xảy ra chuyện, phu nhân của nấy đã đem hết tiền đi rồi. Nếu không thì của nấy đâu có thành bộ dạng như thế này. Muội cũng không thể mong lấy của nấy được. Đi rồi. Đường công tử, mời vào trong này, ta mời Vương Năng có được không? Đợi đã, Nguyệt Lầu này đắt lắm. Không, không, không được đâu. Ta không xứng ăn ở đây. Vinh không xứng thì ai xứng? Mỹ Liên ngon nhất thiên hạ, nên để người xứng đáng với nó thưởng thức chứ. Ta không có ý đó, Thu Hương tỷ à. Ta muốn nói, ta không dạy dỗ tốt tiểu thất, ta không xứng ăn những thứ này. Có phải đệ chạy tới ngốc rồi không? Sao lại nói những lời này chứ? Ta thành tâm thành ý cảm ơn đệ. Đệ không biết tiểu thất giờ sống tốt như thế nào đâu. Giờ đệ ấy đã là đường đường chính chính làm ăn rồi. Hơn nữa, hàng ngày đều mặc những thứ đắt tiền, còn có rất nhiều thứ khác nữa. Đệ ấy nói tất cả đều là nhờ công lao của đệ. Đệ ấy, liệu có phải là đệ ấy đã dùng vào cái đệ dạy cho tay nghề mà đi kiếm tiền không? Đúng vậy. Giờ đệ ấy đang đường đường chính chính làm người rồi. Đứng lại, không được chạy. Chạy nữa ta đánh gãy chân ngươi. Không được chạy, tiểu thất, không được chạy. Đại ca, huynh đuổi theo kịp đệ ấy làm gì? Cái tên khốn kiếp đó giở trò trong sòng bạc, giở trò. Hôm nay ta không giết hắn không được. Không được chạy. Đừng quá khổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thất, Thu Hương. Xong rồi, xong rồi. Ai,
Nhân viên là nhân viên. Ông nói ông phải là phản luôn. Cả ngày thần thần bí bí, cũng không biết là ông đang làm cái gì. Làm bản thái sư ta làm sao có thể nắm được thớp của ông chứ? Lão gia, Minh Dương, ông ấy... Minh Dương, ông ta muốn tạo phản. Chuyện này thì con không biết, quan trọng là nửa đêm rồi, còn có hỏa quan xung thiên. Nhất định là có động tĩnh là tốt rồi. Mau đi chuẩn bị xe, Dương. Lão gia, cẩn thận. Nửa đêm canh ba ngươi còn gọi ta ra đây, lại còn chưa làm xong Hồng Y Đại Pháo. Chúng tôi biết Dương gia rất là kỳ vọng vào Hồng Y Đại Pháo, cho nên đã ngày đêm làm việc hao tâm khổ tứ, cuối cùng đã làm ra được một cái nhỏ cho ngài. Ở đâu? Ở đây. Dương gia, ngài xem. Hồng Y Đại Pháo. Cái này nhỏ quá. Đừng có xem thường nó. Có thể bắn đó. Có thể bắn được sao? Mau cho ta xem. Được lắm. Xem đây. Lão gia, ngày không sao chứ lão gia? Thành công rồi. Thế nào vương gia? Tiểu Hồng Y Đại Pháo đã làm xong rồi. Vậy còn Đại Hồng Y Đại Pháo không phải chỉ là sớm muộn thôi sao? Đúng vương gia. Sư gia Lôi Thuận, lão gia, lần trước các người tính toán có đúng không? Tuyệt đối chính xác. Vậy hãy làm ra Hồng Y Đại Pháo, không được sai sót. Vương gia anh minh, vương gia vạn tuế. Vương gia làm gì vậy? Sao vẫn chưa về đây? Ta đến đây. Làm gì mà sốt ruột thế? Vương gia mau lên, ta về đây. Các người hãy làm đi. Dừng. Ta đến đây. Nào, cầm lấy. Vương gia đi tìm tiểu thuyết rồi. Chúng ta cũng đi. Đi. Lôi Thuận, ngươi đi lấy kinh phí làm hỏa pháo, đi mua nguyên vật liệu. Sư gia, ông nói là lần này chúng ta phải mua những vật liệu gì? Đi mua kim đồng tử sắc, khoáng lam hồng sắc, mộc lụ đen đen, còn có hồng mộc đặc sắc, kim thạch tuyết trắng. Ta cho rằng nhất định sẽ làm được. Qua với tỷ tỷ. Đầu bảng hắc hỏa dược, nhất định phải có đầu bảng. Vậy ngươi mau đi đem những thứ đó đến mật thất đốt hỏa pháo cho ta. Dừng, tôi đi tìm đầu bảng hắc hỏa dược. Ta nói cho ngươi biết, hãy mau chóng quay về chuẩn bị nhân mã, đợi tin của ta. Ta đến mật thất đốt hỏa pháo để tìm chứng cứ. Dừng, lão gia. Ngày đến rồi, bảo bối. Đáng ghét quá. Được lắm, thì ra là ở đây. Cứ đợi đấy. Ta đi thôi nào. Sau này đừng tìm ta nữa. Hoa quế. Hòa quý à, chúng ta lên lầu thôi. Mau lên, ta không chịu được nữa rồi. Biết rồi mà. Mau lên. Gia sư thật là xấu đó. Lâu như vậy rồi mới đến tìm ta, làm người ta nhớ chết đi được. Mau đóng cửa lại. Bảo bối ngoan, đêm nay ta ở với nàng. Cả ngày chả thấy mặt đâu cả, không nói lấy một câu thơ, một lời nói ngon ngọt nào sao? Ta có tiền là có thơ, có tiền là có văn. Đây gọi là mưu phản chứ.
Là mưu tình thì có. Nào, mau đến giúp ta. Gia sư, ngài thật là xấu quá đi. Sao ta lại xấu được cơ chứ? Có người. Kẻ nào? Ta là người bệnh mặt, ta bị lạc rồi. Các người tiếp tục đi, các người tiếp tục đi. Tạm biệt. Không đúng, ngươi đó, bắt lấy hắn. Nói, rốt cuộc ngươi là ai? Ta là Hoa Thái Sư. Được lắm. Trốn trong khuê phòng, nghe trộm người khác. Ngươi đừng cho rằng bản thân ngươi già một tí là có thể mạo nhận là Hoa Thái Sư. Giờ ta sẽ lôi ngươi ra gặp quan, kiện cho ngươi đột nhập khuê phòng mua đồ bất chính. Còn dám mạo nhận là mệnh quan triều đình. Đúng vậy, đến lúc đó sử dụng đại hình, ngươi sẽ biết tay đó. Toàn thân đứt đoạn. Ta thật sự là Hoa Thái Sư. Được rồi, đuổi đi. Ta là Hoa Thái Sư. Đi. Ta thật là Hoa Thái Sư. Ta là Hoa Thái Sư. Ngài đi đâu vậy? Bảo bối, lần sau sẽ đến tìm nàng. Ta nhất định sẽ đến thăm nàng. Đi đi, đi đi. Mau lên. Nhanh lên. Mau lên. Uy vũ. Mau lên. Nhanh nhanh. Đứng im. Không được cử động. Tri phủ đại nhân, đây chẳng phải là sư gia của Ninh Dương phủ sao? Vinh hạnh quá. Có chuyện làm phiền ngài rồi, là chuyện gì? Cái tên không biết dương pháp này, nhưng lúc ta đang tìm Hoa Thử Nguyệt, không phải... À không phải, trong lúc ta và Hoa Quế đang uống rượu thưởng lạc, lén lúc đột nhập khuê phòng mua đồ bất chính. Đáng ghét vô cùng, tiểu nhân vô sĩ còn đáng ghét hơn nữa. Sau khi hắn bị bắt, lại dám tự xưng mình là Hoa Thái Sư. Đúng là cái đồ vô sĩ bỉ ổi. Ta làm quan mấy chục năm rồi cũng chưa từng gặp kẻ nào như ngươi. Đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn đến kỹ viện để nghe trộm. Nghe trộm thì cũng bỏ đi, lại còn giả mạo là Hoa Thái Sư. Hoa Thái Sư là ai chứ? Là đại quan nhị phẩm của triều đình chúng ta. Ông ấy đạo đức vọng trọng, cao vọng trọng, uy danh bốn phương, được sự ngưỡng mộ của quan viên trăm họ. Ngươi nhìn ngươi xem, ngoài già ra, ngươi có phần nào giống là Hoa Thái Sư chứ? Ngươi giống chỗ nào chứ? Được rồi, dù gì ta cũng là sư gia của Ninh Dương Phủ. Đúng đúng, đại nhân không thể chấp nhận kẻ tiểu nhân, ông bảo hắn nhận sai, cầu xin ta, tùy ý đánh mấy trượng, chuyện này coi như xong. Sư gia, ngài nói như vậy, thì sẽ làm như vậy, được rồi, ngươi đâu, bỏ cái vẻ nhét mồm hắn ra đi, không cần, để ta. Ta là Hoa Thái Sư. Đứng im cho ta. Ta là Hoa Thái Sư. Ngài xem. Mau cởi trói cho ta. Hoa Thái Sư. Mời ngồi. Ngươi làm cái gì vậy? May cho cái mắt chó của ngươi. Hạ quan sai rồi. Ta nói cho ngươi biết, ngươi còn muốn làm quan không? Ta sẽ cho ngươi biết tay đấy. Đại nhân còn làm tri phủ cái gì chứ? Ngươi đã nhục mạ mệnh quan triều đình. Ngươi có hiểu không? Là hắn. Quả đúng là Hoa Thái Sư. Hoa Thái Sư, nhã hứng của ngài đúng là không giống ai. Tri phủ đại nhân, cho dù đúng là Hoa Thái Sư, chuyện này cũng đã phạm rồi. Dương tử phạm pháp xử tội như thiếu dân, Hoa Thái Sư dường như cũng không thể ngoại lệ. Được lắm. Cái tên cẩu quân sư ngươi, ta nói cho ngươi biết, ngươi và Ninh Dương không có kết cục tốt đẹp đâu. Ông theo bản dương đúng là không được ăn ngon. Hiền gia, nhưng theo Hoa Thái Sư ngài thì ngày ngày có thịt ăn, hơn nữa lại có thể nằm trên giường ngửi thịt thơm. Viên gia, sao ngài lại đến đây? Hoa phủ không thấy lão gia đâu, giờ đã đi khắp nơi thông báo tìm người. Ta vừa nghe được, tri phủ bắt được một tên quỷ háo sắc ở lòng nghĩ, nhất định là Hoa Thái Sư. Quả nhiên, không hề sai chút nào. Thế nào rồi quỷ háo sắc? Ngươi mới là quỷ. Ta là quan thanh minh, hành sự đường đường chính chính. Có phải là ngày cải trang vi hành, thi sát dân tình? Ta đi tìm chứng cứ phạm pháp của ngươi. Ông nói đó, tri phủ.
Ông hãy ghi lại tất cả những lời mà Thái sư đây nói, ghi hết lại, mang lên cho Hoàng thượng. Để Hoàng thượng xem trong thiên hạ Thái Bình này, lại có một người muốn điều tra người khác tạo phản, đã điều tra đến cả trên giường rồi. Ta nói cho ngươi biết, ông không kiện ta còn không đồng ý. Sư gia, có tiểu nhân. Sư gia, ta hỏi ngươi, có phải là hiện giờ ngươi hiểu rất rõ nỗi khổ hiện giờ trong lòng của lão quỷ háo sắc này? Bẩm vương gia, giờ tiểu nhân hiểu rất rõ, cũng rất đồng tình với Hoa Thái Sư. Người già rồi, lòng cũng già rồi, muốn nghe một chút, nhìn một chút chuyện trên giường cũng là chuyện thường tình của con người. Nhưng ngài lại nói những gì nào là muốn cáo vương gia chúng tôi tạo phản, thật là quan được. Nhưng mà sư gia, chỉ có một mình ngươi hiểu thì không được đâu. Ta muốn tất cả bách tính của thành Tô Châu đều hiểu được tâm trạng của lão quỷ háo sắc này. Được thôi, giờ tiểu nhân sẽ làm một bài đồng giao để bách tính toàn thành đều có thể thấu hiểu được qua Thái Sư. Hoa Thái Sư Phạm Hoa Chi nhìn đến trong lòng đập rộn ràng, đập rộn ràng, đập rộn ràng. Hoa Thái Sư Phạm Hoa Chi háo sắc, háo sắc, háo sắc. Nói quốc của gia vào thành, vào trong trường lạc cung, bẩm báo với Thái Hoàng Thái Hậu, diệt trừ thập đường tử, bách quan văn võ trương nhượng. Thu Hương, cuối cùng cũng tìm thấy tỷ rồi, đừng nói chuyện, đừng nói gì cả, đang nghe đến đoạn căng thẳng, mau nghe đi. Nghe danh mà chạy trốn, đây là chuyện trong sách, đều là những chuyện đã qua. Muốn hiểu cái gì? Muốn nghe những chuyện đã qua? Ta nghe lại là những chuyện của bản thân của mình. Chỉ là nhìn thấy hắn ta rút kiếm chạy đến. Ta là quốc cũ gia Hà Tiến, kẻ nào dám đến? Nhưng việc đời khó đoán, bọn phản loạn đao kiếm trùng trùng, Hà Tiến đầu lìa khỏi cổ, chết trong tức khắc. Hà Tiến đã chết. Không lâu sau, Thái hậu hạ chỉ tiến vào kinh thành, phế tiểu đế Lưu Biện, lập Lưu Hiệp làm vua, lập tức giết Hà Thái Hậu, lại giết mẹ Hà Thái Hậu là Vũ Dương Quân. Gia tộc Hà Thị hoàn toàn diệt vong. Hay lắm, hay lắm. Thu Hương à, sao tỷ lại khóc? Đường đường là một gia tộc mà lại bị diệt vong như vậy, thật tàn nhẫn. Tỷ xem, tỷ đã nghe đến nhập kịch rồi đó. Nghe chuyện truyền kỳ cổ xưa thì cũng bỏ đi, chúng ta là bách tính bình thường còn phải sống nữa chứ. Ai là bách tính bình thường? Tỷ này, muội này, người ở trong căn phòng này, còn có những người đang đi ở ngoài đường nữa. Còn nói nữa, ta đã sớm nói là muốn vào cung để làm nương nương. Ta là mệnh nương nương, hoàng thượng sớm muộn gì cũng đưa ta vào cung. Rồi rồi, tỷ là mệnh nương nương. Muội nghĩ xem, ta là mệnh nương nương, sớm muộn gì thì cũng có ngày ta tiến cung. Thì tỷ thất sẽ là gì? Không phải sẽ là quốc cũ sao? Ban nãy, người kể chuyện có nói là trong Tam Quốc có một vị tướng quân là Hà Tiến. Một vị tướng quân như vậy, sau khi làm quốc cũ, vì đắc tội với một tên thái giám nhỏ thua mà bị chém đầu. Người nghĩ xem, một gia tộc lớn như vậy đã bị hắn chu di cổ tộc, toàn bộ vì dịch vong, thật là tàn nhẫn. Ý của tỷ là tiểu thất nếu như làm quốc cũ sẽ rước họa vào thân, sau đó sẽ bị họa chém đầu, lại còn liên lụy đến toàn bộ gia tộc. Giờ có thể coi như là muội hiểu rồi đó. Ban nãy người cái chuyện có nói chính là từ lúc vị tướng quân trong Tam Quốc bị chém đầu, đường đường là một quốc cũ mà lại cho toàn bộ gia tộc bị diệt vong. Ta lo lắng cho tiểu thất, sau này nếu như để ấy thật sự làm quốc cũ, để ấy còn không biết nhường nhịn, hại cho chúng ta. Muội nhìn bên ngoài xem, giang sơn rộng lớn như thế này đã bị quỷ toàn ở trong tay của một mình tiểu thất, sao muội lại cảm thấy đây giống như là sự thật vậy? Vậy làm thế nào đây? Ta vốn dĩ muốn đem tiểu thất giao cho Đường công tử chăm chỉ học tập, để ấy đi đường chính đạo, nhưng tiểu thất lại không chịu học cái tốt, mà lại càng ngày càng học những điều xấu xa. Thạch Lưu muội nói xem, ta làm như thế nào mới có thể khiến cho để ấy tốt hơn, tâm tư dưỡng tính cơ chứ? Chuyện này thì trưởng lão ở trong thôn của muội có nói có một cách. Là cách gì vậy? Chính là tìm một cô nương thành thân với đệ ấy. Đàn ông sau khi thành lập gia thất có một người vợ biết trên biết dưới thì sẽ hiểu việc rồi. Thạch Lưu,
chỉ cần có câu nói của muội, lấy hay là không lấy, lấy ai, còn ai vào đây nữa, đệ ấy. Chuyện này sao lại có thể nói ra được chứ? Tỷ xem là chuyện này đâu có dễ nói đâu. Nhìn thì rất ngọt nhưng mà nói ra rồi thì lại rất cay. Thạch Lưu, muội không cần nói, chỉ cần muội gật đầu thì ta sẽ giúp muội làm chủ. Tỷ thật sự có thể giúp muội. Sao lại có thể nói là ta không giúp muội? Rõ ràng là muội giúp ta cơ mà. Muội yên tâm, sau khi muội được gả đi rồi, 10 mẫu đất và 5 mẫu ruộng của nhà ta đều sẽ ghi tên của muội đó. Muội muốn gả cho Đường công tử, vì sao tỷ lại nói là lễ vật với muội? Sao lại Đường công tử chứ? Rõ ràng là Phùng tiểu thất mà. Muội yên tâm, chỉ cần muội đồng ý, sau này muội sẽ ăn sung mặc sướng, tuyệt đối là không để cho muội động tay động chân. Được lắm, tỷ nói cái gì mà là Tam Quốc, cái gì mà Giang Sơn xã tắc thì là muốn muội lấy cái tên Phùng tiểu thất. Muội nói cho tỷ biết, đừng nói đến nhà đến đất, ăn sung mặc sướng, cả đời Thạch Lưu này không lấy Đường công tử không được. Này Thạch Lưu, một người đổ tam nguyên như ta lại phải ở đây kết qua tang cho người chết. Thiếu gia, không nghĩ đến nó nữa. Không sao, tự nhiên nghĩ đến mà thôi. Hết rồi, cái cuối cùng rồi, để tôi đi lấy. Không cần, không cần, để ta đi, ông ngồi xuống đi. Phùng tiểu thất, là ở đây sao? Chính là đây, đi. Đi mau, đi mau, mau, nơi quỷ quái gì thế này, thảo nào khó tìm vậy? Các người đến đây để làm gì? Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám xông vào làm loạn, các người còn có dương pháp nữa hay không? Còn có lão già quản chuyện nữa sao? Lão già, ta hỏi ông có quen với hắn không? Phùng tiểu thất, biết hắn thì là đúng rồi. Phùng tiểu thất giở trò ở Sòng Bạc bị chúng ta bắt được, hắn mang vườn quả này nhượng lại cho lão gia ta. Nếu các người quen biết nhau thì hãy mau chóng giúp hắn trả 1.000 lượng bạc mà hắn dây nợ. Nếu không thì hãy để lại vườn quả này mà cút khỏi đây. Người nói láo, vườn quả này là của Đường gia nhà ta, không có liên quan gì đến Phùng tiểu thất cả. Phùng tiểu thất, ngươi nói với ta, thủ thuật của ngươi là do ai dạy ngươi? Nói đi, nói. Đường Bá Hổ, ngươi nghe thấy chưa? Đường Bá Hổ, tục ngữ nói con phạm cha đền, nợ của đồ đệ sư phụ đền. Nếu như thủ thuật của hắn là do Đường Bá Hổ dạy thì nên dùng vườn quả của Đường Bá Hổ để trả nợ cho Phùng chủ thất. Ông hãy mau đi thu xếp đồ đạc nào, đi đi. Nếu không thì đừng có trách chúng ta không nói trước, đến răng cũng không còn cái mà ăn có đúng không? Các người ước người quá đáng, ra tay đi. Các người dám phá, phá, phá. Đừng phá, đừng phá, đừng phá. Các người làm gì vậy, làm gì vậy? Cút đi. Đi, mau cút đi cho ta. Đi, không được lấy đồ của ta. Không được lấy đồ của ta. Không được lấy. Đuổi, không được chạy. Đuổi theo, không được chạy. Công tử, công tử, đợi đã công tử. Chúng ta đã chạy xa như vậy rồi, đã vào đến thành rồi, bọn chúng sẽ không đuổi được đâu.